Xin chào tất cả mọi người, rất vui được quay trở lại trong video mới nhất ngày hôm nay về xe Hyundai. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến anh chị về chi tiết của mẫu Hyundai Stargazer 2024. Mình sẽ có một cái tên mới cho Hyundai Stargazer này, đó chính là Hyundai Stargazer X. Thì đây là phiên bản nâng cấp so với thế hệ tiền nhiệm được ra mắt vào tháng 10 năm 2022. Như vậy thì với Stargazer X này thì mình sẽ có những điểm nâng cấp như thế nào, thay đổi ra sao, giá bán hiện tại như thế nào thì sẽ cùng mời anh chị mình xem chi tiết trong video ngày hôm nay ha. Và sắp tới khi mà xe về tới đại lý thì mình sẽ quay chi tiết từng phiên bản để gửi đến anh chị tham khảo một cách chi tiết hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phiên bản. Hiện tại Hyundai Stargazer X thì mình sẽ có 3 phiên bản, bao gồm là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản X và phiên bản X cao cấp. Thì với phiên bản tiêu chuẩn so với thế hệ tiền nhiệm thì chúng ta sẽ hầu như là được giữ nguyên. Cho nên phiên bản này thì trong video hôm nay thì mình sẽ không xét đến, mà mình chỉ xét đến với hai phiên bản được thay đổi nhiều nhất, chính là phiên bản X và phiên bản X cao cấp. Thì thật sự mà nói thì phiên bản X là phiên bản thay thế cho phiên bản đặc biệt, và X cao cấp thì sẽ là phiên bản thay thế cho phiên bản cao cấp của thế hệ trước kia. Đây thì đó là về phiên bản. Bây giờ thì mình sẽ xét về ngoại hình trước ha. Về ngoại hình thì mình phải nói đến màu sắc. Hiện tại Hyundai Stargazer X thì mình sẽ có nhiều màu hơn so với thế hệ tiền nhiệm, và cụ thể đó chính là 7 màu. Sẽ bao gồm các màu như là màu trắng, màu bạc, màu xám, màu đen, màu đỏ, và mình sẽ có thêm hai màu mới, đó chính là màu trắng và màu vàng gold. Và hai màu này đều là dạng sơn mờ. Ở đây là điểm nâng cấp mới ha, mình sẽ có nhiều màu hơn, 7 màu. Đó là về màu sắc. Còn về thông số kích thước thì chúng ta cũng có một số thay đổi, từ chiều dài, chiều rộng, chiều cao và khoảng sáng gầm xe thì chúng ta cũng có tinh chỉnh theo phiên bản mới này. Chỉ có duy nhất là chiều dài cơ sở thì chúng ta vẫn được giữ nguyên, bởi vì chiều dài cơ sở của xe này thì chúng ta sẽ lên đến là 2m780. Đây là một trong những cái thông số vô cùng tối ưu trong phân khúc này để có một không gian nội thất rộng rãi rồi. Cho nên về thông số này thì mình sẽ được giữ nguyên, chỉ thay đổi một số thông số còn lại thôi. Anh chị mình có thể tham khảo thêm về thông số kích thước bên trên màn hình này. Còn bây giờ thì sẽ cùng anh chị mình xem về các đặc điểm chi tiết thay đổi. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu từ phần đầu xe với những đặc điểm thay đổi. Cụ thể dễ thấy nhất đó chính là về vị trí mặt ca lăng. Phần mặt ca lăng của Hyundai Stargazer X thì chúng ta sẽ được thiết kế với những nan nhựa to hơn, và mình sẽ có những vị trí nhựa nhô ra bên ngoài. Với những vị trí nhô ra thì mình sẽ được mạ chrome mặt ngoài để làm tăng cái hiệu ứng thị giác, để cảm giác như là một cái hiệu ứng 3D khi mà chúng ta nhìn trực diện từ phần đầu xe nhìn vào anh chị. Và một cái chi tiết nữa trên mặt ca lăng này mình thấy rất là thích, đó chính là mình sẽ có thêm những cái đường viền màu đen xung quanh những vị trí đèn. Thay vì phiên bản tiền nhiệm trước kia thì có nhiều anh chị thích khỏe khoắn mạnh mẽ, thì anh chị mình về phải dán decal lại hoặc là sơn lại. Thế hệ này thì đã được làm sẵn luôn rồi. Màu đen thì giúp cho xe nhìn mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn nữa. Và phía trên của phần mặt ca lăng này thì chúng ta sẽ thấy mình có một phần nắp capo được thiết kế dập nổi với hai đường dập rất là sắc, để tạo nên một thiết kế tổng thể phù hợp và mạnh mẽ cho phần đầu xe này. Đây cũng là chi tiết thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Kèm với đó, ở vị trí cản trước thì chúng ta cũng có một số chi tiết thêm mới và thay đổi. Cụ thể thì chúng ta sẽ được trang bị thêm cảm biến phía trước để tăng khả năng phục vụ và hỗ trợ khách hàng khi mà lái xe. Và phía dưới phần ốp cản thì mình cũng có một số tinh chỉnh để phù hợp với thiết kế tổng thể trong mạnh mẽ của phần đầu xe này. Còn về những trang bị như là về đèn xe thì với phiên bản X và phiên bản X cao cấp thì chúng ta được trang bị hệ thống chiếu sáng là đèn LED. Đây cũng là một trong những điểm mà khách hàng cũng rất là quan tâm, đó chính là bởi vì phiên bản X tương tự như phiên bản giữa, tức là phiên bản đặc biệt của phiên bản tiền nhiệm, chúng ta chỉ được trang bị là đèn halogen. Thì giờ đây phiên bản X là phiên bản giữa này thì chúng ta đã được nâng cấp và trang bị lên đèn LED để tăng khả năng chiếu sáng cho khách hàng vào ban đêm. Còn về một số cái trang bị khác như là đèn định vị ban ngày thì chúng ta vẫn được giữ nguyên giống như bản tiền nhiệm, là một dải đèn LED chạy ngang phần nắp capo này. Đây cũng là một trong những cái điểm nhận diện thương hiệu của Hyundai Stargazer, đặc biệt là khi mà chúng ta bắt gặp một xe này vào ban đêm. Thì đó cũng là những đặc điểm thay đổi khác biệt thêm mới ở phần đầu xe của Hyundai Stargazer này. Không biết là anh chị mình thấy sao về những thay đổi này ở phần đầu xe thì có thể để lại comment ở phía dưới phần bình luận của video này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục qua phần hông xe để mình xem có những chi tiết thay đổi ở phần hông xe này có gì khác, có gì mới. Như anh chị thấy thì ở phần hông xe thì chúng ta sẽ có một số chi tiết thay đổi rất là đáng kể. Cụ thể đến từ phần vị trí mâm xe, thì với mâm xe của Hyundai Stargazer X này trên cả hai phiên bản X và X cao cấp thì chúng ta sẽ được trang bị mâm R17, tức là mâm sẽ lớn hơn 1 inch so với thế hệ tiền nhiệm, và thiết kế mâm cũng sẽ khác. Vẫn là mâm 2 tông nhưng mà về thiết kế thì như chúng ta thấy thì nó sẽ là một dạng mâm giống như hình của một bông hoa 5 cánh. Và hiệu ứng thị giác khi mà chiếc mâm này lăn bánh trên đường thì phải nói là rất là đặc biệt luôn anh chị. Anh chị có thể xem trên video này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một số cái ốp bên hông xe. Ở cua về trước, ở cua về sau và cả phần lườn xe thì chúng ta sẽ được thêm mới cái ốp nhựa đen mờ để giúp cho xe chúng ta nhìn khỏe khoắn hơn. Tiện đứng ở vị trí này thì sẵn mình sẽ chia sẻ với anh chị một chút về cái nâng cấp mà chắc hẳn là rất là nhiều người thích. Đó chính là ở vị trí phanh sau của Hyundai Stargazer X thì mình sẽ được trang bị, đó chính là phanh đĩa. Về cá nhân mình đánh giá thì đây là cái thay đổi khá là lớn ở vị trí phanh xe, và chắc hẳn là rất là nhiều người dùng thích cái trang bị thay đổi này. Bởi vì với phanh đĩa thì ngoài cái hiệu suất phanh được tăng lên thì giá trị về mặt thẩm mỹ, sự yêu thích thì chắc hẳn là sẽ nhỉnh hơn so với phanh tăng trống. Chúng ta sẽ tiếp tục ở góc nhìn ngang từ vị trí hông xe này. Và từ góc nhìn ngang này anh chị mình sẽ thấy là ở trên phần mua xe mình có thêm mới, đó chính là giá nóc. Thì với giá nóc này đây là cái mà mình cũng rất là thích, bởi vì khi mà xe có giá nóc thì trông xe sẽ mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn.
cộng hưởng với những thay đổi như nãy giờ từ phần đầu xe hay là những ốp bên hông xe. Còn về những chi tiết trang bị khác như là gương chiếu hậu hay là tay nắm cửa được mặt chrome thì đây cũng là những trang bị cơ bản và vẫn được giữ nguyên. Thì không biết là với những cái trang bị thay đổi ở phần hông xe này thì với anh chị là người sử dụng thì anh chị mình sẽ thấy như thế nào, có thích hay không thì mình có thể để lại comment tiếp tục ở phía dưới phần bình luận của video này để cho ý kiến nha. Kế tiếp sẽ cùng anh chị mình xem về các đặc điểm trang bị ở phía sau phần đuôi của Hyundai Stargazer X này. Thì ở phía sau phần đuôi với phiên bản mới này thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ có một cái phần ốp cản được thiết kế lớn hơn và có nhiều chi tiết được sơn màu bạc hơn. Và trên cái phần ốp cản này thì mình cũng có thêm những cái như là phản quang nè, và những họa tiết của phần ốp cản này thì cũng trông gồ ghề hơn để giúp cho phần đuôi xe chúng ta trông mạnh mẽ hơn, và nó cũng ăn nhập với những thiết kế như ở phần đầu xe hay là hông xe như nãy giờ chúng ta đã xem. Và phía trên phần cốp của Hyundai Stargazer X thì mình sẽ thấy là mình có một cái phần đuôi gió được thiết kế trông dài hơn, nhìn thể thao và mạnh mẽ hơn. Còn về những cái trang bị khác như là cụm đèn hậu hình chữ H phía sau thì đây là một trong những cái điểm nhận diện thương hiệu riêng của Hyundai Stargazer, hay là cam lùi, cảm biến lùi thì những chi tiết trang bị này mình vẫn được giữ nguyên y như cũ. Và theo cá nhân mình thì với những chi tiết này thì cũng đã rất là hợp lý, rất là đẹp rồi. Chi tiết này thì cũng không cần phải thay đổi. Thì đó là về những đặc điểm chi tiết ở phía sau phần đuôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời anh chị mình vào trong khoang nội thất để mình xem coi là những đặc điểm thay đổi bên trong phần nội thất mình sẽ có gì. Bên trong phần nội thất thì phiên bản X và phiên bản X cao cấp thì mình vẫn được trang bị là ghế da. Thì như anh chị thấy đây, mình sẽ là nội thất ghế da màu đen và với những đường chỉ may màu đỏ. Đây cũng là những cái chi tiết tạo thêm điểm nhấn để giúp phần nội thất của xe trông đẹp hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm nâng cấp được gọi là lớn anh chị, đó chính là phanh tay điện tử và auto horn. Đây cũng là một trong những cái mà như anh chị mình thấy lúc nãy là mình đã có thay đổi về phanh đĩa phía sau rồi. Và với phanh đĩa phía sau thì sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc anh chị mình đang sử dụng phanh tay điện tử như thế này. Thì như anh chị thấy là sẽ trông gọn gàng hơn, trông xịn sò hơn. Nếu như mà trước đây anh chị mình chê là Stargazer lại không có phanh tay điện tử thì bây giờ mới này thì mình đã có cập nhật này rồi, cũng rất là phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người dân Việt Nam nè. Và thay đổi tiếp theo trong phần nội thất này thì chúng ta sẽ có gì? Nó sẽ là ở vị trí của mặt điều hòa. Thì thay vì mẫu cũ thì chúng ta sẽ là một cái màu nâu nâu, còn với cái phiên bản mới này thì chúng ta đã được thiết kế bằng là nhựa đen bóng, trông có vẻ như là sẽ được mắt hơn và đẹp hơn. Và ngoài ra ở trong phần nội thất của Hyundai Stargazer X trên cả hai phiên bản X và X cao cấp thì mình đều được trang bị là sạc không dây cho hàng ghế trước. Thì đây cũng là một trong những cái trang bị rất là tiện ích cho người dùng. Còn về những cái trang bị khác như là về vô lăng hay là về màn hình hay là về cụm điều khiển trung tâm thì chúng ta vẫn được giữ nguyên, bởi vì những trang bị chi tiết này đã rất tối ưu về mặt công năng cũng như là về mặt thiết kế rồi. Thì cái này thì mình vẫn được giữ nguyên ha. Thì đó là về những cái thay đổi bên trong phần nội thất này. Và cũng có một cái lưu ý thêm cho anh chị, đó chính là với phiên bản X và phiên bản X cao cấp á, thì phiên bản X cao cấp mình sẽ có thêm gói an toàn nâng cao Hyundai Smart Sense, bao gồm những chức năng có thể kể đến như là phòng tránh va chạm trước hay là phòng tránh va chạm khi lùi xe nè, giữ làn hay là đèn pha thích ứng tự động điều chỉnh độ cao theo tốc độ và theo điều kiện của đường xá, cảnh báo điểm mù. Thì mình sẽ có thêm gói an toàn nâng cao này, còn phiên bản X thì chúng ta sẽ không có. Và một điểm nữa về trang bị an toàn thì với phiên bản X thì chúng ta sẽ được trang bị là 2 túi khí, còn với phiên bản X cao cấp thì mình sẽ được trang bị là 6 túi khí. Đây cũng là một trong những cái điểm mà khách hàng rất là quan tâm khi mà lựa chọn xe, thì anh chị mình lưu ý ở điểm này. Còn về những cái trang bị như nãy giờ thay đổi á, về đầu xe, hông xe hay là về những cái trang bị nội thất bên trong á thì nó là tương tự. Thì đó là về phần nội thất bên trong này. Bây giờ thì sẽ cùng mời anh chị mình tiếp tục xem về động cơ ha. Về động cơ thì hiện tại Hyundai Stargazer X thì mình vẫn được trang bị động cơ 1.5 giống như phiên bản tiền nhiệm, vẫn là dòng động cơ Smart Dream. Và với động cơ này thì chúng ta sẽ có là 115 mã lực, một trong những cái thông số được gọi là mạnh nhất trong phân khúc này và luôn đảm bảo cho anh chị về khả năng vận hành với một chiếc MPV như thế này. Động cơ này thì vẫn thiên về việc tiết kiệm nhiên liệu, êm ái trong quá trình mà anh chị vận hành xe. Đi kèm với đó là hộp số IVT, một trong những hộp số được Hyundai cải tiến từ hộp số CVT để khắc phục những nhược điểm của hộp số CVT để đảm bảo về mặt công suất, về mặt tuổi thọ cho hộp số này. Đó là về động cơ và hộp số của mẫu xe này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng anh chị mình đi đến phần chi tiết lăn bánh của chiếc xe này để coi giá bán hợp lý hay không nha. Và hiện tại với phiên bản tiêu chuẩn thì mình sẽ có mức giá niêm yết là 489 triệu, và với chiếc xe này anh chị mình ra biển số ở Hồ Chí Minh hiện tại thì mình sẽ mất đâu đó khoảng 562 triệu, và anh chị mình mua qua ngân hàng thì mình chỉ cần đưa trước đâu đó khoảng 147 triệu là mình có thể sở hữu phiên bản tiêu chuẩn này thôi. Còn với phiên bản X là phiên bản giữa thì mình sẽ có mức giá niêm yết là 559 triệu, và với phiên bản giữa này thì anh chị mình ra biển số Hồ Chí Minh thì mình sẽ mất khoảng là 639 triệu, và mình mua qua ngân hàng thì mình vui lòng trả trước là 164 triệu là mình có thể sở hữu phiên bản giữa rồi. Còn với phiên bản cao cấp thì mình sẽ có mức giá niêm yết là 599 triệu, và với phiên bản này thì mình ra biển số Hồ Chí Minh mình sẽ mất khoảng 683 triệu, và mức trả trước cho chiếc xe này khi mà anh chị mình mua qua ngân hàng thì mình sẽ cần khoảng 174 triệu. Và nếu như anh chị nào mình mua qua ngân hàng thì mình cứ yên tâm, bởi vì thời gian thanh toán mình có thể linh hoạt từ 3 đến 8 năm. Còn về thủ tục hồ sơ thì vô cùng đơn giản, anh chị mình cần chi tiết hơn thì cứ liên hệ với mình bằng số điện thoại bên trên màn hình 0972222
1-800-343-343. Mình sẽ báo cho anh chị về chương trình khuyến mãi và giá lăn bánh theo thời điểm anh chị mình quan tâm xe sẽ chính xác hơn cho anh chị. Cũng như là về thủ tục ngân hàng thì vô cùng đơn giản, anh chị mình không cần phải chứng minh thu nhập thì mình cũng có thể dễ dàng mua chiếc xe này. Thì đó là về những chia sẻ của mình về Hyundai Stargazer X ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video này và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo về xe Hyundai nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.